Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 23, từ câu 1 đến câu 12. Bấy giờ, Đức Giê-xu nói với dân chúng và các môn đệ người rằng: Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên tòa Mô-sê mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ. Còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả thật, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi chỗ nhất trong đám tiệc, chiếm ghế hàng đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là Rabbi. Phần anh em, đừng để ai gọi mình là Rabbi, vì anh em chỉ có một thầy. Còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Quý vị và các bạn thân mến, những câu nói như là cán bộ là đầy tớ của nhân dân, lương y như từ mẫu đã một thời được nói lên một cách trân trọng. Nhưng ngày hôm nay, khi nói lên những câu này, người ta nhạo cười, mỉa mai vì thực tế trong cuộc sống hoàn toàn trái ngược. Chúng ta thường nghe lương dân than thở: Tôi lầm vì tin vào người có đạo. Những câu lưu truyền trong nhân gian, tin đạo chứ đừng tin người có đạo, ngày càng phổ biến như một lời răn dạy con người phải biết khôn ngoan, phải biết đề phòng. Thật xót xa, chiếc áo không làm nên thầy tu. Nên nhân danh người có đạo nhưng chưa chắc là người có đạo. Vì đạo là sự sống chứ không phải là chiếc áo khoác bên ngoài để mà lừa dối người khác. Điều này đòi hỏi chúng ta phải biết tra xét mình. Tôi có đạo thực sự hay không? Nếu tôi có đạo, nghĩa là tôi chọn Chúa là lẽ sống của tôi. Tôi theo luật tin mừng mà cư xử. Chắc chắn gia đình tôi sẽ an bình. Lối xóm và cộng đoàn tôi sẽ phải yêu thương nhau hơn. Và mỗi ngày sẽ tốt lành hơn. Sống đạo là ngắm Chúa mà theo. Nghe lời Chúa dạy mà thực hành. Chứ không phải là so sánh với người khác. Cũng không thần tượng hóa ai, vì anh em chỉ có một cha là đứng ngự trên trời và một vị chủ đạo là Đức Kitô. Nên chúng ta không vấp phạm vì lỗi lầm của người khác, dù là những người có thế giá. Cũng không ngừng lại nơi người tốt lành để còn biết vươn cao hơn, nhưng mỗi ngày hãy tập sống hoàn thiện theo mẫu gương cha trên trời. Anh em hãy hoàn thiện như cha anh em là đứng trên trời, là đứng hoàn thiện. Mỗi người, mỗi tạo vật đều có thể phản ánh sự tốt lành của Thiên Chúa, nhưng không phải là Chúa. Nên chúng ta đừng ngạc nhiên hay thất vọng khi thấy những thiếu sót lỗi lầm của những người quyền cao chức trọng, vì tất cả chúng ta đều là con người, nhưng vô thập toàn. Điều mà Chúa dạy chúng ta hãy ghi nhớ là: trong anh em, ai làm lớn phải là người phục vụ. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã dạy chúng con cách sống đạo là lắng nghe lời Chúa, tuân giữ lệ luật, bắt chước đời sống yêu thương phục vụ của Chúa, chứ không phải
bắt chước con người. Xin giúp chúng con biết cách làm cho mình được lớn lên, đó là biết khiêm nhường và phục vụ những người xung quanh. Amen.